Anh Trung á, bạn chỉ biết là gì? Trước khi đến với Amway thì thầy là một người làm trong ngành đó là về kỹ sư của ngành xe hơi, của rất nhiều cái hãng xe hơi nổi tiếng như là BMW, như là Audi ở tại Malaysia. Và khi bắt đầu thầy đến với Amway đó gì thì tới 49 tháng thầy mới lên Silver. Nhưng thầy vẫn kiên trì nỗ lực kinh doanh và ngày hôm nay chỉ biết là gì? Một người thầy rất là vĩ đại luôn luôn đứng đằng sau lưng và theo sát hỗ trợ thị trường Việt Nam chúng ta. Và trong hệ thống của thầy bây giờ đã có rất nhiều FC và rất nhiều Diamond. Và tất cả chúng ta ngày hôm nay đều là tiếng chân của thầy. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau được chào đón một cảo đẹp lớn và mời tất cả cùng nhau đứng lên để chào đón ở đây EDC thầy An Trung Hoa. Và Amway đó là một cái công cụ.
它是能够让你实现你的梦想。và nó có thể giúp các anh chị biến ước mơ thành hiện thực. 很多人从什么都没有，通过安利，他是实现他的梦想了。và có rất là nhiều người từ khi bắt đầu không có gì và thông qua an quay và họ có đạt được rất là nhiều thứ. 我觉得安利也是一个管道。và thầy cảm thấy rằng an quay nó cũng là như một cái quảng trường, một cái đường. 所以呢，我们可以通过这个生意、这个工作、这个机会。人这个管道来实现你的梦想。và chúng ta có thể thông qua cái cơ hội, cái sự nghiệp, cái con đường này cũng có thể giúp chúng ta thành công được. Cái gì? Có được không anh? 所以呢，我觉得我在安利这个事业里面，本来我不是很厉害做这个生意的。thầy nói khi mà thầy tham gia Amway, thầy không phải là người rất là tài giỏi để làm công việc này. 所以我没有像很多领导人，他们很早就成功。nên là thầy không giống các anh chị lãnh đạo trẻ và rất là trẻ đã thành công rồi. 我用很有的领导人可能用半年、一年就上20亿了。có rất là nhiều người dùng nửa năm hoặc một năm là đã lên 20% rồi. 可是我半年、一年，我还是什么都不是。nhưng mà thầy nửa năm một năm thầy vẫn chưa có một cái gì cả. 刚才师友说我做了四年才上了21。vừa nãy MC có giới thiệu là thầy là 4 năm đúng không anh chị mới lên được 21%. 如果你做安利做了四年还没上，你还要做吗？nếu như anh chị mà là 4 năm mà chưa lên 21% thì các anh chị có làm không ạ? Đó. Thật không ạ? Yes. đó là cái điều quan trọng của sự kiên trì anh chị. Vì nhiều người họ không hiểu họ cái đời này họ mong muốn cái gì cả. Có rất là nhiều người họ không hiểu cái cuộc đời này họ mong muốn cái gì cả. Nên nếu bạn muốn thành công, bạn phải hỏi bản thân mình, bạn muốn được cái gì. Khi mà các anh chị muốn thành công, bạn phải hỏi bản thân mình là mình thực ra muốn cái gì. Đi vị sư, 我们的创办人 Đi vị sư 是一个很厉害的演说家。và cái người đồng sáng lập của công ty Amway, Superbot này. 他也是一个很厉害的作家，写书的。ông là một người viết sách rất là giỏi, một người diễn giả rất là giỏi. 李维斯曾经说过，你想要得到什么东西？và ông có nói một câu là khi các anh chị muốn điều gì đó. 你到底要什么？nhưng mà các anh chị thực sự là đang muốn cái gì？ 你这一生你要什么？cả cuộc đời các anh chị mong muốn điều gì？ 然后呢，你在做什么？và các anh chị đang làm gì？ 如果你想要得到东西，你现在所做的。到底能够不能够让你得到？nếu như mà các anh chị mong muốn cái gì thì các anh chị xem lại cái công việc của mình đang làm có giúp mình đạt được mong muốn đó hay không? Có một người. Và có một người. Anh ấy đang ở trên một cái bóng đèn. Và có một người đứng dưới cái bóng đèn anh chị. Anh ấy đang tìm đồ. Và cứ đi tìm. Liên tục tìm một cái thứ gì đó. 这个人一直在那边找. Và cái con người đó có đứng dưới cái đèn, có đi tìm đồ thôi. 然后就有一个人走过来看到了. Và có một người đi qua và hỏi. 就问他, ấy, 你这么晚了, 为什么你还在找东西呢? Và cái người đó hỏi, cái người đang tìm đó là, ủa, anh chị đang tìm cái gì mà cứ đó tìm hoài vậy? 他说我在找我汽车的钥匙. Và người đó nói là tôi đang tìm cái chìa khóa của chiếc xe của tôi. 所以那个人就说, 来, 没关系, 我帮你一起找. Và cái người đó nói là, được, tôi sẽ tìm giúp chị. 两个人就在那边找他的钥匙. Và hai người đó ở cái vị trí đó và tìm cái chìa khóa của cái người đó. 可是找了很久没找到. Nhưng mà tìm rất lâu và tìm không thấy. 他说, 没有可能啊, 这个地方怎么我们找不到呢? Và có cái người đó nói là, tại sao lại như vậy? Ở đây có một chút xíu mà tại sao tìm hoài không thấy? 他就问他, 你的钥匙在哪里掉了? Và cái người mà giúp đó người hỏi là, cái chìa khóa của anh rất là đâu, của anh chị rất là đâu? Ồ, 他说我的钥匙刚才是在那个后面那个暗暗的地方掉了. Và cái người đó nói là, hồi nãy là cái chìa khóa của tôi rớt ở cái chỗ tối tối đằng kia kìa. 那你为什么在那边掉了, 在这边找呢? Tại sao anh chị rớt ở bên đó, anh chị qua đây tìm? 他说那边很暗，找不到。và người đó nói là ở bên đó tối quá tìm. 这边比较亮，可以找，可以看到。ở đây có đèn rất là sáng mà có thể tìm được. 你们觉得很可笑吗？các anh chị cảm thấy buồn cười không ạ? Nhưng mà cuộc
我们现在所做的东西没有办法实现梦想。可是你有明明知道你上班没有办法实现你的梦想。可是你有明明知道你上班没有办法实现你的梦想。你要实现梦想，可能要创业。希望你们能够梦想，你们应该要明白，对吗？可是你却不愿意去辛苦。 因为来，không muốn vất vả và đi xây dựng. 不敢把呀，把实力干嘛？啊！所以很多人他不懂。可是有人会好空调。他以为他这一生只能够得到这些东西而已。可是有人会好拿了，苦了我多久，刚才打的明白。如果今天你去上班，比如你要带干几亿啦？你去面试，你去找工作。我干几的访问，我干几点点。那老板就会问你，你会什么东西啊？我干。 教主是好的，教主biết về cái gì？然后你能够做什么东西啊？我教主可以让你做什么？所以呢，当你有时候很奇怪。và có rất nhiều lúc cảm thấy con người rất là kỳ lạ, anh chị。他觉得这个上天对他不好。把họ nói là ông trời đối với họ không có tốt。他很努力工作。họ rất là nỗ lực làm việc。可是可能得不到提升。nhưng mà họ không nhận được cái sự tiến bộ một chút nào cả。所以经常在埋怨。 在埋怨自己运气不好。và nói là vận may không. Lão bản不喜欢你。Ông chủ nói là không thích tôi。其实你应该要知道。nhưng mà các anh chị phải biết được một điều.今天我们去上班。hôm nay chúng ta đi làm。其实你去上班面试的时候。và khi các anh chị đi làm ấy thì phỏng vấn các anh chị。Lão bản问你会什么？ và ông chủ có hỏi mình biết cái gì không? 你会财务，你会英文，你会东西，他去问你。 và họ muốn hỏi là anh biết tài vụ hay biết tiếng Anh hay biết cái kế toán gì đó đúng không ạ? Đó, nó chưa phải định ý cái công tư. Và họ sẽ cho mình một cái mức lương. Chỉ sự của mình là cái công tư cơ hội. Nhưng mà khi chúng ta lấy được cái mức lương đó. Chỉ sự một một. Lão bản theo tìm mình tốt giảm công tư. Và khi ông chủ muốn cho mình bao nhiêu lương ấy thì. Ta sẽ hiểu ý cái chân đó. Và họ có một cái bàn cân. Mình huy tốt giảm, ta kể mình tốt giảm. Khi anh chỉ biết bao nhiêu thì họ sẽ trả một cái mức lương tương ứng. Mỹ là cái công tư cơ hội. Nhưng mà các anh chị lấy được cái tiền lương nhiều anh chị. Chỉ sự mình cái lão bản chưa mấy ở đơn thời quan chi là. Và khi mà các anh chị lấy lương xong là các anh chị không có liên quan đến ông chủ. Mình ngay cái đó là ta đã kể mình rồi. Cái mà các anh chị muốn thì ông chủ đã cho các anh chị rồi, đó là lương. Soi hẳn đó đến ta vô pháp sự. Và có vì điều đó mà có rất là nhiều người không thể thực hiện được ước mơ của bản thân họ. Vì vì ta chỉ sự cho ta và người tại vì họ nghĩ rằng họ chỉ có thể làm được những cái việc mà họ biết thôi. Họ không tình nguyện đi thử thách những cái khác. Nếu như mà hôm ngày hôm nay thầy cũng tiếp tục làm cái công việc mà ở trong những cái hãng xe mà thầy đã nói. Thầy nói là cuộc sống của thầy chắc chắn sẽ không giống như bây giờ. Cảm thấy đi yến chuyến ha chi đi địa phương. Hồi nãy thầy và người ta chỉ chi đi địa phương. Thầy Ambassador đi rất là nhiều nơi các anh chị, đúng không ạ? Ta bu vấn đi mang ngộ, tôi hiểu chi là. Những cái nơi đó hầu như gần hết là thầy cũng đã đi qua rồi. Xoay chính anh ngộ quốc kỳ đến tân phân đêm hết, những cái thai chính phân là. Đây là hôm nay thầy sẽ không chia sẻ những cái hình ảnh đó cho các anh chị bởi vì thầy cũng đã đi qua và thầy Ambassador hồi nãy cũng đã có chia sẻ rồi. Xoay hôm nay chính anh giao lưu an đi chứa sư yê. Và khi hôm nay các anh chị tham gia an nguyên ạ. Cả lần bút sư nì sổ xế đề đông xí. Có khả năng đó là những cái các anh chị. 也不是你认识的东西. Không phải những cái gì đã biết và những cái gì đã học được rồi. 可能你也不懂得怎样做的这个事业. Có rất là nhiều người cũng không hiểu là làm như thế nào để kinh doanh cái sự nghiệp này. 可能你开始一点也没有信相信自己的. Và khi bắt đầu có rất là nhiều người một chút cũng không thể tin tưởng bản thân mình được. 可是我觉得这些都不重要. Nhưng mà thầy cảm thấy những điều đó nó không quan trọng anh chị. 因为这些都可以慢慢锻炼的. Những cái điều đó đều có thể từ từ chúng ta rèn luyện được. 如果你想要好的人生. Khi mà các anh chị muốn cuộc sống của mình tốt đẹp hơn. Các anh chị bắt buộc phải tự mình đi thử thách. Mình phải tự cho mình quyết định. Và mình phải tự cho mình cái quyết định. Mình phải tự cho mình cái quyết định. Và các anh chị phải sẵn sàng cống hiến hay bỏ thời gian công sức của mình. Là anh chị là một cái
Và đó là cái bản, cái Amway cho các anh chị, cái bản đạp để các anh chị có thể phát triển. Đặt lên trên chuyện sự chia sẻ. Và trong những ngày tương tự này, nhiều hơn có rất là nhiều công việc có thể kiếm tiền. Mình quy định cho anh đi. Các anh chị không nhất thiết phải làm Amway. 可是如果你能够做其他生意，让你实现梦想，你的选择。 nếu như mà cái công việc kinh doanh đó có thể giúp anh chị thực hiện ước mơ của mình thì anh chị chọn anh chị. Anh chị cũng là cơ hội. Và Amway cũng là cái cơ hội để anh chị khởi nghiệp. 它提供的机会是给所有人都能够尝试的。 và khi Amway cho tất cả mọi người cái cơ hội dành cho tất cả mọi người không phân biệt ai cả. 外面的生意真的是不容易的。 ở bên ngoài những cái sự nghiệp kinh doanh bên ngoài thực sự không dễ dàng anh chị. 如果你今天想要实现梦想, nếu như ngày hôm nay các anh chị muốn thực hiện ước mơ của mình, 你想自己出去外面做生意, các anh chị ra ngoài và tự kinh doanh, 你看到很多生意都很不错, và các anh chị nhìn thấy những cái ngành nghề kinh doanh khác cũng không tệ đúng không ạ? 可是如果今天你想到市场跟人家竞争, nhưng mà hôm nay khi các anh chị đi ra ngoài và muốn cạnh tranh với những cái ngành kinh doanh đó, 我问你，你有没有当计划？ Và thầy hỏi các anh chị đã nghe qua ba câu nói này chưa? 你今天觉得打工没有办法实现梦想？ Hôm nay các anh chị cảm thấy là đi làm không, làm công ăn lương không thể thực hiện ước mơ của mình. 那你想出去外面创业？ Và các anh chị muốn đi ra ngoài khởi nghiệp kinh doanh đúng không? 你要知道外面的竞争是很大的。 Và các anh chị phải nên biết một điều, ở ngoài đó cái sự cạnh tranh rất là khốc liệt. 如果你没有听过这三句话， nếu như các anh chị chưa nghe qua ba câu nói này, 现在有没有听过新零售？ Và các anh chị nghe qua cái câu là 有没有听过这三句话？ Lương 新零售， lương là không nhận đó các anh chị. 听过吗？ Có nghe qua chưa? Ở bên đó nó dịch theo kiểu là 如果你这三句话都没听过的， nếu như ba từ này các anh chị chưa nghe qua các anh chị, 你想出去外面创业， các anh chị muốn đi ra ngoài, 可能会非常非常困难的。 Thực sự rất là khó khăn các anh chị. 因为外面的竞争已经走得很前面。 Tại vì ngoài đó cái sự cạnh tranh nó đi rất là xa rồi. 你知道在中国马云厉害吗？ Anh chị biết ở bên Trung Quốc là Jack Ma rất lợi hại đúng không ạ? Jack Ma rất lợi hại. Ông Jack Ma rất lợi hại đúng không ạ? 你觉得微商 rất lợi hại?微商 就是在网上销售。 Và họ có cái kinh doanh mạng rất là giỏi đúng không ạ? 电商 lợi hại mà, 就 电 tức là cái ngành buôn bán kinh doanh trên mạng rất là lợi hại đúng không ạ? Mình chơi Jack Ma lợi hại mà. Các anh chị cảm thấy Jack Ma có lợi hại không ạ? Có. Nhưng mà Jack Ma nói, nhưng mà Jack Ma nói là, hắn đang hiện tại là sinh viên. Cái công việc kinh doanh hiện tại của ông á? Hắn là tiên sinh. Và những cái công cái ngành nghề của họ, hắn là uy sang quảng sân giao thương. Những cái công việc bán hàng trên mạng của họ, có thể trong 3-5 năm. Có khả năng 3 năm năm sau, chưa bị đào thải rồi. Có khả năng sẽ bị đào thải. Nếu như bây giờ các anh chị muốn làm những công việc kinh doanh trên mạng đó, có lẽ thì chưa hết sức khỏe. Và các anh chị có khả năng sẽ bị chịu thiệt thòi các anh chị. Rồi Jack Ma nói, tương lai chính là sinh lý số. Và Jack Ma nói là tương lai sẽ là sinh lý số là làm sao được đấy? Đó là như thế nào các anh chị? Hôm nay mình sẽ không nói. Hôm nay thầy sẽ không nói. Đại số liệu. 大数据 big data, big data, big data, big data, dữ liệu lớn, 大数据, bây giờ thời đại bây giờ là dùng những cái dữ liệu rất là lớn đúng không ạ? 电商, 未来的新零售就是靠大数据